Xin chào tất cả bà con. Hôm nay tôi làm một cái video về cái chủ đề là ngải nạp hương. Bà con có từng nghe cái tên loại này không ạ? Ngải nạp hương bà con ha. Thì thông qua cái trên cái YouTube này rất là hiếm người trình bày về cái loại ngải mà giống như tôi đã từng trình bày bà con ha. Thì đối với cái ngải nạp hương này á thì người Thái gọi là con nát bà con ha, con nát ha. Rồi người Tây gọi là thạch thà thạch thà bà con ha. Thì video của tôi là thấy đa số là khách ở miền Trung là xem rất là nhiều, miền Trung rồi miền Nam. Thì miền Trung thì có rất là nhiều đồng bào của người Thái hoặc là người Tài hay người Khơ Mông gì đó. Thì dân tộc miền Việt Nam mình là có 54 dân tộc. Thì tôi trình bày được một số này là nó cũng có trong sách vở hết bà con ha. Rồi thì đối với cái ngải nạp hương này á thì cây là thân nhỏ cao khoảng 1 đến 3 mét. Thân phân cành ở phía ngọn nhiều lông. Lá mọc xo le, phiến lá có lông, mép có răng cưa hay nguyên. Cụm hoa hình ngũ ở nách hay ở ngọn, gồm nhiều đầu. Mỗi đầu có nhiều hoa vàng, quả bế có lông, toàn cây có mùi thơm của lông não. Cây ra hoa vào tháng 5 hoặc là tháng 3, có quả trong tháng 7 hoặc là tháng 8. Rồi bây giờ là đến vùng phân bố nè, là cây mọc hoang ở khắp nơi, bộ phận dùng là làm thuốc là lá, tinh dầu chưng cất từ lá. Bây giờ là tới cái công dụng bà con ha, để tôi kiếm cái bài thuốc nào hay hay để trình bày cho bà con, là chữa viêm họng bà con ha. Thì đa số là bà con chúng ta là thường bị viêm họng nè, bị ghẻ nè đó. Thì cái nào mà thuốc tây nó bó tay á, thì hoặc là nó trị không hết thì tôi sẽ trình bày cho bà con. Bây giờ là chữa ho do viêm họng là lá ngải nạp hương là 200 g, lá chanh 50 g, rễ cà gai leo 100 g, rễ thủy xương bồ 100 g, củ sả 100 g, trần bì 50 g. Tất cả vị thuốc phơi khô, cắt nhỏ, nấu với 1 lít nước, chắc lấy còn 500 ml là nửa lít đó bà con. Rồi thêm 300 sigo để vào cho nó ngọt rồi coi. Thì thường viêm họng là họng của chúng ta là bị đau nên bị thêm sigo hoặc là đường phèn mà coi, để giảm đau á. Đối với người lớn á thì là sử dụng là mỗi ngày lần á là 40 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày bà con, kiểu như là sáng là 40 ml, chiều thêm 40 lít nữa đó. Thì bài thuốc này là của bác sĩ là Thu Quân, và bài thuốc này là không dùng cho con nít và con ha. Rồi bây giờ là tới chữa bệnh ghẻ nè. Bệnh này là cũng là nhiều, rất là nhiều người bị nè, là lá ngải nạp hương, lá hồng bì dại mỗi thứ 1 nắm, rửa sạch giã nát, quắt lấy nước cốt đặt bôi lên cái chỗ ghẻ đến khi khỏi thì thôi còn ha. Rồi bây giờ cái bài thuốc tiếp theo là chữa cảm sốt bí mồ hôi. Dùng lá ngải nạp hương 5 đến 10 gram sắc uống, hoặc phối hợp với các loại lá tinh dầu khác để xông chữa cảm. Cách làm như sau: lá ngải nạp hương, lá bưởi, lá chanh, lá xả mỗi thứ 1 nắm, rửa sạch, cho tất cả vào nồi đun sôi. Để nồi trước mặt người bệnh, trùm khăn kín, lấy đôi đũa khuấy đều, nước bốc hơi lên để cho ra mồ hôi đó bà con. Xong 2 đến 3 lần một tuần. Cần chú ý khi xong phải ở nơi kín gió, vì khi xong rồi, xong xong á là có nghĩa là làm khi mà nó ra cái mồ hôi xong á, ra nhiều mồ hôi nếu gặp gió lùa dễ bị cảm lạnh. Có nghĩa là khi mà bà con đã sử dụng cái bài thuốc này xông hơi á, là khi mà mồ hôi ra nhiều, gặp cái cơn gió nó thoảng qua, bà con sẽ bị cảm lạnh lần nữa.
Do vậy bà con khi làm sử dụng cái bài thuốc này, bà con phải là đóng kín cửa bà con ha. Đóng kín cửa là khi xong xong là dùng giải sạch là lau mồ hôi luôn, lau cho nó sạch khỏi cái cơ thể của mình đó, thì tránh bị gió lùa là bà con sẽ bị cảm lạnh nữa, khổ nữa bà con ha. Thì đó là một số về cái công dụng của ngải nạp hương bà con ha. Thì bà con gõ vào Google xem coi trên YouTube này có người nào trình bày cái ngải nạp hương cho bà con ha. Thì tôi thấy trình bày về ngải rất là ít người trình bày. Tôi thấy riêng về cái kênh Phú Quý Việt Nam của tôi á, trình bày giống như là nắm chùm tất cả những cái video trên mạng là tôi là bao trùm bà con, tính đây là gần hơn hình như là hơn 130 video là tôi đã post lên trên cái trang YouTube rồi đó. Bà con nào có nghiên cứu về ngải á, thì bà con có thể là xem cái kênh của tôi rất là nhiều nhiều cái nội dung, còn những cái kênh khác bà con xem để biết thôi, tại vì người ta trình bày nó không có chi tiết, tại vì người ta không có đam mê, kiểu như ví dụ như cái người mà bán cái ngải đen này, tôi nói bà con bán cái ngải đen, người ta là làm về việc cái chủ đề lâu lâu làm một video để bán ngải đen, bán được bao nhiêu thì bán, còn công dụng hay là thuốc giải ngải đen gì đó người ta đâu có biết. Tôi còn đang chuẩn bị là lên một cái video về cái nơi trồng ngải đen mà gặp một thứ này là cái ngải đen là mất tác dụng hoàn toàn luôn, tại vì tôi chưa có trình bày. Thì đợt nào rảnh tôi sẽ làm một cái video đó cho bà con nhớ đón xem bà con nha, cái video rất là quan trọng. Theo tôi thấy là rất là nhiều bà con không biết hoặc là chưa biết về cái nội dung đó, nên khi trồng cái ngải đen mà bị một cái vấn đề đó thì ngải đen nó mất tác dụng, trị bệnh cũng như không à đó. Đó là như vậy đó bà con. Bởi vậy cái nào mình biết á thì mình sẽ trình bày cho tất cả bà con, còn cái nào mà buôn bán thì buôn bán, còn cái nào mà tôi tìm được thì tôi cho không luôn đó, thì tôi không có lấy tiền bà con ha. Thì cái nào ra cái đó, chứ không phải là ban đầu làm từ thiện xong rồi buôn bán. Bà con nhớ cây dành dành nước không? Cây dành dành nước là không có trong cái cuốn sách nha bà con nha. Tôi xin nhắc lại bà con, cây dành dành nước là không có trong cái cuốn sách thuốc nam của Việt Nam, không có nha. Tôi đã xem rất là nhiều rồi, không có. Còn về cây dành dành không á, là mọc ở trên cạn bông màu trắng á, thì là nó nằm nằm trong những cái vị thuốc của Việt Nam, còn riêng về cây dành dành nước là không có bà con nha. Bà con đừng đừng có tin tưởng cây dành dành nước là sai nha. Tại vì ở trước đây là tôi bán ngải cho rất là nhiều đồng bào bà con ở bên Đồng Tháp á, thì có một chỗ là người ta trình bày cây dành dành nước rồi đắp bú hay là đắp đau lưng gì đó, người ta tung tin rầm beng lên là đắp là chị hết bú luôn. Rồi những người bà con thân thiết, khách hàng thân thiết của tôi, bà con bên Đồng Tháp là điện cho tôi là cây đó là ban đầu là làm từ thiện, nhưng mà sau đó là bán mỗi cây là 100.000, gửi đi đi Sài Gòn luôn, từ Đồng Tháp gửi đi Sài Gòn luôn đó bà con, gửi đi bà con ở Sài Gòn là không có trồng được, trồng là héo rồi chết trơn luôn, rất là uổng tiền đó. Thì một cây là 100.000, tôi lên đây tôi không có nói xạo nói dốc bà con đâu, cây nào có tôi nói có biết chắc chắn thì tôi mới nói đó. Thì đó là một cái hình thức lừa đảo đó bà con, tại vì ban đầu là người ta làm từ thiện xong người ta dặn dựng chương trình, dặn dựng xong rồi người ta sẽ bán. Bà con không tin, bà con xem lại tất cả những video trên mạng này giống như tôi nói không đó. Còn riêng của tôi là không có dặn dựng chương trình đó, thì cái nào tôi biết tôi có học thì tôi trình bày cho bà con, còn cái nào tôi thấy bức xúc quá thì tôi lên đây nói. Nhưng mà lên đây nói thì rất là nhiều người ghét tôi, tại vì sao ghét bà con biết không, tại vì người ta không có bán được cây dành dành nước nữa, tại vì tôi đã khui ra rồi, khui bí mật rồi đó, là vậy đó. Thì khui ra cái bí mật xong người ta không còn làm ăn được nữa, thì
cái kênh của tôi là cũng có rất là nhiều bà con xem đó, chứ không phải là một hai người đâu, cả vài chục ngàn luôn đó. Có những video là tôi thấy bà con quan tâm rất nhiều đó, không phải là ít ít số lượng ít ít đâu, bởi vì bà con phải tin tưởng chỗ tôi, cái nào tôi biết thì tôi trình bày, chứ không phải là tôi nói dóc nói láo để mà hết bậy đồng bạ để buôn bán kiểu như cây dành dành nước đó. Không, không bao giờ có đâu. Bà con thấy vậy đó, xuyên suốt mấy năm nay bà con thấy vậy, có bao giờ tôi bán cây dành dành nước đâu, tại vì tôi biết là cây đó là nó không có tác dụng trị bệnh, chị không bao giờ hết đâu, bà con tin tôi đi đó. Riêng về cái bệnh bướu thì trong cái cuốn sách này á thì tôi có rất là nhiều, tại vì tôi chưa có thời gian để mà làm, bà con thấy vậy đó, vừa đi học vừa đi trồng ngải hay là đi sưu tầm ngải đó, sưu tầm những cây thuốc là rất là nhiều nên tôi không có thời gian, bởi vì lâu lâu tôi mới làm một video một lần đó bà con. Thì bà con nào có quan tâm đến video thì bà con cũng có thể là ủng hộ đăng ký kênh bà con ha. Đó, thì đăng ký kênh để mà sau này bà con cập nhật những video của tôi làm á, thì làm bà con sẽ được những tiếp cận với nền y học cổ truyền và y học hiện đại. Thằng nhà tôi là thằng em thứ ba là nó làm bác sĩ đó, nhưng mà tôi thấy cái thuốc tây nó không hiệu quả, không hiệu quả đối với một số bệnh thôi, còn cái thuốc nam là nó trị rất hay. Bây giờ đặt đặt trị ví dụ như cái bệnh tim đi, bệnh hở van tim đó nè, là thuốc tây là trị, là có một khách hàng ở Bến Tre là trị mười mấy năm mà không hết bà con đó. Kiểu như là nó thuốc tây là chỉ hay là trị được một số bệnh thôi, còn một cái số bệnh khác là nó không có trị được. Thì đó là một số những điều lưu ý mà tôi muốn truyền tải trong cái video này để giúp cho bà con tìm hiểu, có điều kiện tìm hiểu những cái vị thuốc của Việt Nam. Thì kênh của tôi là tên là Thuốc Quý Việt Nam, thì sau này tôi sẽ làm tất cả những cái vị thuốc mà tôi đã được học trình bày lên đây cho bà con, ngay cả những vị thuốc từ quýt nè ha, quýt rồi cây ghiền gừng gì đó thì rất là nhiều, nghệ nghệ vàng nghệ đen, hay là những cái bài thuốc nào mà tôi chưa trình bày tôi sẽ làm gói gọn trong đây, chắc cũng khoảng cỡ gần 500 video đó bà con. Có khả năng là tôi sẽ làm khoảng 500 video về cây thuốc. Thì hiện tại là kênh của tôi là cũng hơn 100 video rồi trình bày về ngải không ạ. Còn những cái thuốc nam hay là thuốc bắc vậy đó, tôi bây giờ tôi mới bắt đầu trình bày bà con ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại bà con ở video sau, hẹn gặp lại bà con.